À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Việt Sách. Cô rất vui vì được đồng hành cùng với các con trong khóa học Tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở đây, ai đã từng giúp bố mẹ làm việc nhà? Hãy kể cho cô nghe việc mà các con đã làm. Khi nhận được câu hỏi đó, có nhiều bạn còn khá lúng túng phải không nào? Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau theo chân một bạn nhỏ để xem bạn ấy đã có một bài tập làm văn về chủ đề này như thế nào nhé. Chúng ta bước vào bài tập đọc. Bài tập làm văn nằm trong chủ điểm Cổng trường rộng mở ở tuần thứ 6. Cô nhắc lại tên bài đọc của chúng mình. Bài tập làm văn. Bài tập đọc này nằm ở trang 55 sách giáo khoa tiếng Việt 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô mời các con mở sách giáo khoa để chúng ta cùng với nhau học bài. Yêu cầu cần đạt của bài ngày hôm nay. Thứ nhất, đọc đúng các từ khó, biết cách đọc bài, ngắt, nghỉ, nhấn giọng phù hợp. Thứ hai, hiểu nội dung bài tập đọc, có thái độ tích cực với việc học tập. Chúng ta bước vào phần khởi động. Cô cho các con một ví dụ sau đây. Các con thích đề văn nào dưới đây? Vì sao? 1. Kể về một việc em từng làm. 2. Kể về một việc theo tưởng tượng của em. Các con thích đề văn nào nhỉ? À, các con có thể thích đề văn số 1 bởi vì đề số 1 gắn liền với cuộc sống thực tế hàng ngày của các con. Hoặc có bạn lại thích đề số 2 bởi vì đề số 2 thì các con sẽ được sáng tạo một câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. Trong tranh minh họa, bức tranh minh họa dưới đây. Trong tranh vẽ một bạn nhỏ đang ngồi làm bài và bạn ấy đang suy nghĩ về một số công việc như là quét nhà này, rửa bát này, giặt quần áo. Và có vẻ khuôn mặt của bạn ấy đang ửng hồng lên đấy các con ạ. Trông bạn ấy có vẻ rất bối rối các con nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào phần đọc. Cô đọc mẫu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập làm văn. Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ, có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm. Em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật. Các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi. Cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Tôi tròn xoe mắt. Nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn theo Pivovarova. Cô vừa đọc mẫu xong cho các con nghe bài tập đọc ngày hôm nay. Bây giờ các con hãy... Ở trong bài có một số từ khó đọc. Các con chú ý cho cô đọc một số từ khó sau đây. Loay hoay, khăn mùi xoa, lia lịa, chẳng lẽ... ngắn ngủn, xung quanh. Bây giờ các con hãy tự đọc lại những từ đó nhé.
Chúng ta sẽ cùng với nhau đọc nối tiếp câu. Cô đọc một câu và các con đọc một câu. Chúng ta sẽ thay phiên nhau đọc đến hết bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập làm văn. Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này? Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Tôi tròn xoe mắt. Theo Pivovarova, cô và các con đã cùng với nhau đọc nối tiếp câu. Bây giờ chúng ta chú ý cho cô một số lưu ý sau đây. Luyện đọc các câu khó ở trong bài. Ở trong bài có một số câu dài hơn nên cô đã đánh dấu chỗ nghỉ hơi để các con có thể đọc dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng mẹ bận định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Các con cũng lưu ý trong bài có một số từ khó hiểu như sau. Mùi xoa là khăn nhỏ và mỏng, thường bỏ túi, dùng để lau mặt, lau tay. À, chúng ta thường hay nói khăn mùi xoa, thì khăn mùi xoa là khăn nhỏ và mỏng, thường dùng bỏ túi, dùng để lau mặt, lau tay. Lia lịa đấy là nhanh và liên tiếp, không ngừng trong một thời gian ngắn. Nhanh và liên tiếp không ngừng trong một thời gian ngắn thì được gọi là lia lịa. Các con hãy đọc lại, hãy tự đọc lại toàn bài một lần nữa nhé. Chúng ta đã vừa đọc xong toàn bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu bài. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung chính trước nhé. Nội dung chính của bài đọc ngày hôm nay. Bài đọc nói về bài tập làm văn của cô Lia. Sau khi làm bài tập làm văn, cô Lia mới nhận ra rằng em cần giúp đỡ mẹ nhiều hơn.
Câu hỏi đầu tiên của cô để tìm hiểu bài, các con hãy nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp. Đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp đấy là em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Và với đề văn này thì bạn nhỏ của chúng ta đã vô cùng lúng túng và bí khi làm bài tập làm văn đúng không nào? Câu hỏi thứ hai, cô Lia gặp khó khăn gì với đề văn này? A. Bạn ấy viết văn không tốt. B. Bạn ấy quên mình đã làm những gì. C. Bạn ấy ít khi giúp mẹ. Với đề văn này của cô giáo thì cô Lia đã gặp khó khăn bởi vì bạn ấy ít khi giúp mẹ, bởi vậy nên bạn ấy thấy bí khi không nghĩ ra được ý gì để có thể viết thêm. Câu hỏi thứ ba, để bài văn dài hơn, cô Lia đã làm gì? Các con có biết không, để bài văn dài hơn, cô Lia đã cố nghĩ và viết tiếp những việc mà có lẽ ở nhà em chưa làm. Đấy là giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Để bài văn dài hơn thì cô Lia đã cố nghĩ và viết thêm những việc mà em đã chưa làm, chưa từng làm ở nhà, phải không nào? Câu hỏi thứ tư, các con hãy giải thích vì sao cô Lia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà. Cô Lia đã vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà là bởi vì trước đó em đã ghi vào bài tập làm văn những việc làm đó và có lẽ em có phần hơi xấu hổ vì trước đây đã ít giúp đỡ mẹ việc nhà và cũng một phần sau bài tập làm văn đó em đã nhận ra rằng mình cần giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Và bởi vì vậy nên cô Lia đã rất là vui vẻ khi mẹ đề nghị là cô Lia hãy giặt đồ đúng không nào? Câu hỏi thứ năm, các con hãy đóng vai cô Lia để đáp lại lời của mẹ. Chúng ta sẽ cùng với nhau đóng vai cô Lia để đáp lại lời của mẹ nhé. Mẹ bảo tôi, cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Tôi đáp mẹ ngay, vâng ạ, hôm sau mẹ cứ để con làm nhé, con muốn giúp đỡ mẹ nhiều hơn ạ. Các con có thể đóng vai cô Lia để đáp lại lời của mẹ với bạn của mình. Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng với nhau học bài tập đọc, bài tập làm văn, bài thứ 12 đúng không nào? Bài đọc nói về bài tập làm văn của cô Lia. Sau khi làm bài tập làm văn, cô Lia mới nhận ra rằng em cần giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Cô và các con đã đọc diễn cảm bài tập đọc ngày hôm nay, đã cùng với nhau trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài đọc, nắm nội dung chính của bài ngày hôm nay. Để không lúng túng khi bất kỳ ai hỏi các con về vấn đề đó, để giúp đỡ bố mẹ, để bố mẹ được vui vẻ hơn, cô mong rằng các con hãy giúp đỡ bố mẹ bất cứ lúc nào mà các con có thể giúp nhé. Cô cũng hy vọng ở nhà các con ôn tập thật tốt. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.